con dâu bí mật là anh Tàu chú rể. Chú rể hồi nãy là há hốc mồm không hề biết luôn. Đây là một sự bí mật. Dạ, thật sự nhau. Thật sự luôn, cái này là em không hề biết bất cứ cái gì luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cầu cầu em bé. Anh cầu em bé đi. Cầu em bé đi. 1, 2, 3, 4. Vậy là sao? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đang mắt. Rồi ok ha. 2 phút 25. Dễ em. Với lại em đang ở đó sân khấu nó rộng hơn. Không. Còn đây là anh Ba Kiếm. Anh Ba Kiếm hả? Ba Kiếm. Còn đây, đây là những vật gì? Đây là Nam Y. Wow. Đẹp đẹp hả? Tạc đây chứ mày. Nhưng mà cái vật quay là gì vậy ta? Cái chiếc bẫy đi chợ á. Đây là một cái hành lang, tại cái nó giống nè. Cái giống vậy? Luffy. Wow, Luffy. Còn cái tên gì? Rook. Rook. Usopp, nó giỏi. À, Usopp. Usopp là lỗ mũi dài. Rút cái mũi dài đi. Đội là nhưng mà đội Usopp là nó xạo không? Không, Usopp là cái này nó xạo, nó bịa này nó nọ. Bây giờ chị Tuấn là gì? Diễm Hồng. Ủa trong trong đạo hay đạo của Diễm Hồng hả? Robin. Rồi hết, Robin à. Một chân này là nhảy á. Ừ, cái phần này nhìn nó cũng bệnh hoạn lắm. Phần 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoa đứng đi, trong lưng vợ
gì? Phan là mai của anh đâu nhân vật. Nhiều tiếng cười như vậy là quá tuyệt vời. Vỗ tay nồng nhiệt đi ạ. Vỗ tay lớn lên.